Giải mã những sự thật thú vị về tuổi Tân Mùi 1991. Tuổi 1991, năm Tân Mùi, mệnh Lộ Bàng Thổ. Màu sắc ảnh hưởng cho mệnh. Màu tương sinh, tức may mắn mới, là màu đỏ, hồng, tím. Màu tương vượng, may rồi muốn may hơn, là màu nâu, vàng đất. Màu giải hạn, màu đen. Màu phá mệnh, cần phải tránh, là màu xanh lá cây, xanh lục. Màu hao tiền, là màu trắng, vàng kim. Màu sắc tốt cho xe cộ, thuận làm ăn, quan hệ, màu đỏ, hồng tím. Hướng tốt cho mệnh, gồm hướng nhà và hướng thờ. Đối với nam 1991, hướng bắc, may mắn, thuận lợi. Hướng đông, tiền bạc, tài lộc. Hướng nam, gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống. Hướng đông nam, tốt tổng quan. Đối với nữ 1991, hướng tây bắc, gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống. Hướng đông bắc, tốt tổng quan. Hướng tây, tài lộc, tiền bạc. Hướng tây nam, may mắn thuận lợi. Về vận trình tương lai gần của nữ mệnh 1991, năm 2020, sinh sôi, nảy nở, thuận cho sự phát triển và ổn định dài lâu. Điểm tổng quan đánh giá là 8 trên 10 điểm. Năm 2021, tiếp tục đi lên, gặp nhiều may mắn, thành tựu không thể đo lường tùy vào con đường bản thân lựa chọn. Điểm tổng quan 8,5 trên 10 điểm. Năm 2022-2023, trạng thái chững, sau 2 năm phát triển liên tiếp, cần đi vào tư thế phòng thủ, suy xét lại về hiện tại để thích ứng với sự thành công mình đang có. Năm 2024, đỉnh thành công, cực may mắn và rực rỡ, cơ hội để quyết định bản thân mình trong 10 năm tới, vận trình sẽ đi đâu về đâu. Năm 2025, có sự thay đổi nhà cửa, xe cộ, có thể đầu tư bất động sản. Năm 2026, đi vào trạng thái chững, chuẩn bị cho một vòng phát triển mới của bản thân, cẩn thận có chút muộn phiền về tình cảm. Đối với nam mệnh 1991, năm 2020, vận mệnh ở mức khá, có đôi chút muộn phiền trong tình cảm. Năm 2021, thay đổi cuộc sống, nhà cửa, xe cộ, năm của sự tiêu tiền. Năm 2022, đỉnh của sự may mắn, năm của sự sinh sôi, rực rỡ, phát triển dài lâu. Lựa chọn tốt, cuộc đời thẳng tiến. Lựa chọn không tốt, tuy hơi vòng vèo quanh co, nhưng vẫn đến được đích như thường. Năm 2023-2024, đi vào trạng thái chững. Sau năm 2022 bùng nổ, thì đây là năm cần xem xét lại khả năng quản lý và thích ứng. Năm 2025-2026 là hai năm liên tiếp được trời ưu ái. Bàn vận may, bàn vận đỏ. Vận thế đi đến cuối của chu kỳ 10 năm nhưng rực rỡ và vô cùng thuận lợi. Công việc cũ, công việc mới đều bùng nổ và thăng hoa. Lựa chọn đúng thì thành quả khó có thể đo đếm. Sau đây là cái nhìn tổng quan về Tân Mùi. Tân Mùi hay còn gọi là Đắc Lộc Chi Dương, con dê có lộc, vốn là bản mệnh chú định sự hiển vinh, phú quý, may mắn và thành công. Tuy nhiên, chú định trong cuộc đời một Tân Mùi là niên thiếu tai ương, tiền vận vất vả, trung vận hanh thông giàu có, hậu vận đại phát và bình an. Vậy nên không thiếu Tân Mùi ở giai đoạn 2019 đổ ngược lại, sẽ thấy làm nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, nỗ lực nhiều nhưng thành công không như mong đợi, có rồi lại mất, thịnh rồi lại suy. Đôi khi sự an ổn chỉ như cơn gió thoáng qua cuộc đời. Xin chúc mừng từ năm 2019 đến năm 2026, Tân Mùi đã bước vào giai đoạn đầu trong trung vận của bản thân. Tiền vận đã qua, gian nan đã tận, 10 năm vất vả đã dứt, cho Tân Mùi được sống đúng với cái tên con dê có lộc của mình,
kẻo từ xưa tới nay luôn cảm thấy Đắc Lộc Chi Dương có tiếng mà không có miếng. Hình tượng con dê của Tân Mùi tượng trưng cho loài động vật ăn cỏ, nhởn nhơ, hiền lành và nhu thuận. Đôi khi người ngoài nhìn vào có phần hơi bạc nhược, vì lúc nào cũng cười, nói gì cũng gật. Tuy nhiên, trái ngược với hình tượng an lành bên ngoài, thế giới nội tâm bên trong của Tân Mùi rất phong phú và đầy biến động, ngập tràn trong những hoài bão, chủ kiến và chí khí, truy đuổi sự thành công viên mãn. Không muốn cãi vã là đặc tính của Tân Mùi, nhưng không muốn cãi và không dám cãi, không biết cãi hoặc ngu nên nói gì cũng gật là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không nên vì sự không muốn cãi vã của Tân Mùi mà nghĩ họ khù khờ, dễ gạt. Một chút chất nghệ là điều luôn ẩn chứa trong bản tính của Tân Mùi. Phong cách chủ định của họ là sự nhẹ nhàng và tao nhã, không bon chen cũng chẳng xô bồ. Ở họ có cái hay là lúc nào nhìn cũng điềm đạm. Vậy nên khi Tân Mùi đang hùng hục cày kéo, thiên hạ sẽ tưởng rằng họ đang thả dài lười biếng. Khi Tân Mùi đang vật vã đau khổ, thiên hạ sẽ tưởng họ đang ổn thỏa, an yên. Khi Tân Mùi đang cô đơn, thiên hạ sẽ tưởng họ có cả một rừng thương nhớ. Nhìn họ đi làm mà tưởng họ đang đi chơi, nhìn họ vất vả mà tưởng họ đang nhàn tản. Có tiếng mà không đủ miếng, cả một trời ngược xuôi ngang dọc, ẩn chứa ở nụ cười nhạt luôn hiện hữu trên môi. Biết làm sao đây khi cái tôi bên trong của Tân Mùi luôn trái ngược với cái tôi mà họ bộc lộ ra. Bạn chỉ nhìn thấy điều Tân Mùi cho phép bạn nhìn thấy, nôm na là vậy. Là bản mệnh yêu cầu phải no đủ tinh thần thì sự nghiệp mới thăng hoa. Vậy nên trong giai đoạn tình cảm lao đao, sự nghiệp của Tân Mùi cũng chỉ ở mức tạm ổn. Trong giai đoạn hôn nhân chưa tròn, công việc của Tân Mùi cũng chỉ ở mức được được, không hơn. Tân Mùi cần yêu như cây cần nắng, như người cần oxy, như cá cần nước vậy. Một số ít Tân Mùi sớm đã ổn định hôn nhân trước năm 2019, sẽ thấy cuộc đời đi vào quỹ đạo, bắt đầu có sự hanh thông thẳng tiến, tách biệt khi so sánh với bạn bè xung quanh. Còn đa phần Tân Mùi khi chưa ổn định hôn nhân thì tính không ổn định của mệnh lộ bàng thổ sẽ luôn lộ rõ, khiến họ nay đây mai đó, hôm nay ước mơ này, ngày mai theo đuổi mục đích khác. Vậy nên họ sẽ lòng và lòng vòng, nhìn các cơ hội cứ tuột dần qua tay, phí hoài tuổi xuân. Lại nói, năm 2019-2022 là một giai đoạn vàng cho cái sự ổn thỏa, phát triển và thăng hoa của Tân Mùi. Chưa cưới sẽ cưới, cưới rồi sẽ bắt đầu có sự đi lên trong sự nghiệp. Từ đấy bắt đầu có định hướng cụ thể để phấn đấu cho tương lai dài lâu. Với các Tân Mùi đã ổn định hôn nhân từ trước năm 2019, thì từ năm 2019 trở đi sẽ là vận trình của sự bùng nổ mới, cho họ được những thành quả rực rỡ, những thành tựu ở bậc cao, thay đổi hoàn toàn giá trị cuộc đời bản thân mình. Vậy nên, thay vì uổng phí cơ hội, hãy xốc lại tinh thần mà nắm bắt thời cơ. Thua trong giai đoạn trước năm 2019 có thể đổ tại số. Thua trong giai đoạn sau năm 2019, duy chỉ có thể trách bản thân mình, không đủ trí tuệ, không trọn vẹn thông minh. Trong công việc, tính tùy biến của lộ bàng thổ giúp cho Tân Mùi là người dễ thích ứng trong mọi lĩnh vực công việc. Họ không ngại khổ, không ngại vất vả, làm việc đầy nhiệt thành và tâm huyết. Cái thiếu duy nhất là sự kiên trì, cái ngại duy nhất là sợ làm nhiều nhưng không có thành quả, nỗ lực vun trồng mà chẳng kết trái đơm hoa. Điều ngạc nhiên là trong mệnh Tân Mùi rất giàu duyên với lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kinh tế. Tuy họ không giỏi tính toán, cũng hễ nhìn thấy số là đau hết cả đầu. Tài sản của Tân Mùi rất thất thường, nay nhiều mai ít, tháng này lắm, tháng sau cạn, thu nhập thiếu tính ổn định và bền lâu. Mệnh này cũng nên tránh cho vay mượn, tránh bảo lãnh về tài sản cho bất cứ cá nhân nào. Tránh cả nể cả tin thì sẽ đỡ mua việc vào người. Tuy nhiên nói dễ hơn làm, khi cả nể, ngại từ chối là bản tính trời sinh. Tuy Tân Mùi là mệnh dễ thích ứng, có thể làm việc trong môi trường đoàn thể,
nhưng thực tế đây là bản mệnh càng đi thì càng gia lộc, công việc càng năng động thì càng được nhiều kim ngân. Vậy nên sớm hay muộn, các Tân Mùi sẽ có sự phát triển riêng của cá nhân mình. Có thể là kinh doanh, có thể là hợp tác, có thể là đại diện, có thể là công việc bán thời gian. Cơ hội là luôn có, nếu không có Tân Mùi sẽ tự tạo ra. Cái đặc thù của Tân Mùi là trong từng thời điểm, họ thường chỉ có duy nhất một loại lộc cực vượng. Ví dụ khi đang kinh doanh quần áo thì khó có thể thêm lộc đồ ăn. Khi đang kinh doanh mỹ phẩm thì không nên đá sang mảng đồ uống. Đơn lộc thì mau thắng, thẳng tiến và thăng hoa. Trong tình cảm, chỉ số về giá trị tinh thần. Chuyện tình cảm là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của Tân Mùi. Nó cũng sẽ quyết định việc Tân Mùi đi được bao xa, thăng tiến được bao lớn. Tinh thần no đủ thì thành tựu nhiều lớn, tinh thần thiếu thốn thì kết quả nhạt nhòa. Tiếc rằng trong cuộc đời Tân Mùi, ở giai đoạn tiền vận ẩn chứa cái số trắc trở, khó khăn, khó an, khó ổn về chuyện tình cảm. Và đây cũng là căn nguyên của việc tại sao cuộc đời họ thăng trầm bất ổn, 10 năm khó khăn dồn hết vào giai đoạn đầu đời. Tân Mùi ẩn chứa có số bị phụ bạc, có số bị cắm sừng, có số bị lừa tình, dẫn tới trái tim dần chai sạn, chẳng muốn mở lòng mình mà yêu. Họ sẽ cô độc, họ sẽ suy tư, họ sẽ mang một tâm tư với cả trời tâm sự. Và điều này khiến họ buông thả trong sự nghiệp, cố nhưng không đủ nhiều, chủ yếu là du lịch và theo đuổi sở thích, gọi là sống theo khẩu hiệu YOLO để che giấu những sự không vẹn tròn của tâm hồn mình. Tuy sở hữu một thế giới tinh thần sâu sắc, Tân Mùi lại bẩm sinh là người hay quên. Ngày hôm qua ăn gì hay sáng nay vừa làm gì, có khi ngồi nghĩ mãi cả ngày không ra. Tuy nhiên, họ lại là những người sống theo kiểu nhân ơn một giọt nước, tri ân cả biển hồ. Cũng là những người sống theo kiểu cái gì có thể không nhớ, sự tổn thương thì khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt ghi tâm không phải để hận, mà để tự kỷ, tự trầm cảm, tự lôi ra gặm nhấm, thấy lòng buồn vu vơ. Tân Mùi cô độc nhưng không cô đơn, họ có rất nhiều bạn, dễ thích ứng, dễ chơi, dễ hòa nhập với mọi hội nhóm. Còn vui hay không, thân hay không thì chỉ tự họ biết. Tri kỷ và tâm giao họ vẫn có, nhưng là để tự tạo cho bản thân mình một không gian yên bình và ấm cúng khi gặp gỡ, không phải để than thở hay phàn nàn. Đơn giản khi ở cạnh những tri kỷ đó, Tân Mùi mới có thể thực sự cười đầy an nhiên. Thoáng tính và không suy tính, về tiền bạc Tân Mùi không phải người hoang phí trường kỳ, nhưng lại hay hứng bất thình lình, thảo tính với người mình quý, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, có khi lại tằn tiện với chính bản thân mình. Một Tân Mùi sẽ không thể tiết kiệm chừng nào còn có bạn bè ở cạnh. Ới là đi, hú là tham gia, không ai rủ thì đầu têu. Tạo trend, theo trend, tham gia đầy nhiệt thành. Vậy nên để Tân Mùi tiết kiệm được, chỉ khi nào họ đa dạng hóa khả năng tăng thu nhập của chính mình. Lộ bằng thổ của riêng 1991 là bản mệnh trời sinh, mang trong mình cả một bầu trời tâm sự, khao khát khẳng định bản thân mãnh liệt nhưng ẩn chứa đằng sau bộ mặt bình thản, không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra phía bên ngoài. Họ ứng với câu nói, lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng, lấy chiều sâu mà ngẫm dòng đời. Tuy cùng là lộ bàng thổ, nhưng sự truy cầu sự tự do của 91 sẽ ít hơn 90. Sự dễ thích nghi trong môi trường nhiều sự kìm kẹp của 91 cũng sẽ tốt hơn 90. Họ thiếu một phần cương mãnh, xông xáo, nhiều một phần nhu hòa, khéo léo, nhưng không có nghĩa họ không có chí tiến thủ. Trái ngược lại, đằng sau vẻ tĩnh lặng là ý chí phấn đấu, mong muốn thành công mãnh liệt, mong muốn tự lực tự cường, thành tựu và thăng hoa. Gọi họ là lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng vì họ là những người có thế giới nội tâm, cảm xúc dồi dào và phong phú. Không nông cạn nhưng cũng không bộc lộ sự sâu sắc một cách khoe khoang. Không cô đơn nhưng đôi khi cô độc. Thái độ bên ngoài và nội tâm bên trong của 91 không có sự thống nhất. Khi gặp khó khăn hay vất vả, họ sẽ lẳng lặng một mình tìm cách mà vượt qua. Không kêu ca, không than thở, cũng không phải động tí mà tìm người chở che. Sự tự tôn và tự trọng trong con người họ khiến họ có chút gì đó cô độc và thiếu chia sẻ.
nhìn vui đấy mà trong tâm buồn đấy, nhìn cười đấy mà trong tâm đau đấy. Cả một trời tổn thương ngang dọc, ẩn đằng sau vẻ bình thản bộc lộ ra phía bên ngoài. Sự thoáng của Lộ Bàng Thổ lộ rõ trong mệnh của 91. Không chi ly toan tính, rất trân trọng tình cảm, khẳng khái với tiền bạc. Cho đối tượng mình yêu quý thì không cần phải suy nghĩ. Cuộc đời của Tân Mùi 1991 sẽ luôn có đủ cơm ăn, áo mặc và nhà cửa, số ít khi bần hàn. Nhưng cuộc đời 91 sẽ bị vùi dập toàn bộ, vất vả vào 10 năm đầu đời, chứ không được kiểu dễ thở, nay phất mai lụi như nhiều tuổi khác. Hay là ở chỗ, mệnh này bản tâm muốn nhàn, nhưng lại phải vất mới ra được thành quả. Vậy nên tâm thái thì cau có, nhưng thành quả sẽ luôn nhiều. 1991 có xu hướng tạo cho mình một không gian quen thuộc, ăn ở một nơi quen thuộc, ngồi với những người mà họ quen thuộc, và thế là đủ, không cần gì nhiều hơn. Nhược điểm của 1991 là việc không đặt mình vào vị thế chủ động, đôi khi họ hơi thụ động, ỷ lại trong tình cảm. Tình cảm tốt thì tâm tư sáng lạn, tình cảm tối thì ảm đạm, không hào quang. Vì là Lộ Bàng Thổ nên họ cũng thuộc cái chân thích đi. Càng đi thì ra được học hỏi kiến thức, càng đi thì ra được ý tưởng thăng hoa, càng đi thì mới càng ra được ý chí quyết tâm bứt phá, vượt ra khỏi cái vòng nhỏ an toàn mà tự họ dựng nên. Con chân đi này cũng mê đi du lịch hơn bất cứ mệnh nào. Như đã nói, chú định 10 năm vất vả của 1991 là 18 đến 28 tuổi. Thăng trầm có, thành công có, thất bại có, đỉnh vinh quang nhất thời có, nhạt nhòa không màu đôi khi cũng có. Còn hiện tại, 1991 đã đi vào cái vòng phát triển mới. Khi tình cảm hội tụ, sự nghiệp sẽ đổi màu. Cho con dê 91 được sự vô tư lự mà thỏa sức ủ mưu. Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng, vẫn luôn là câu nói hợp về cái sự ít thể hiện cảm xúc cái tôi, ít kể lể câu chuyện cuộc đời mình của Tân Mùi. Nhìn họ vui đấy mà buồn đấy, nhìn họ cười đấy mà lặng yên đấy. Nhưng đâu có sao đâu nhỉ, vì 10 năm vất vả đã qua rồi Tân Mùi ạ. Vì nhờ sự trái ngược trời sinh đấy mà Tân Mùi lại trưởng thành và chín chắn hơn bất kỳ ai. Vì khi thời cuộc khó thế ta còn qua được, thì khi thời cuộc dễ dàng, chắc chắn Tân Mùi có thể thẳng tiến mà bay xa. Mong cho đắc lộc chi dương, sớm hữu lộc đầy thân.